Xe cũng vừa thay 4 lớp DAP 2022, còn rất là dày luôn và vào rất là nhiều phụ kiện sẵn cho xe như là phim cách nhiệt, lót sàn Simili, màn hình Android, camera 360 và tầm tiền cho em này bây giờ chỉ hơn 800 tí xíu hơn chị là mình lấy được một chiếc xe gầm cao 7 chỗ phân khúc hạng D đến từ thương hiệu của Toyota. Đây là Toyota Fortuner sản xuất 2020, máy xăng, số tự động, một cầu anh chị nha. Xe mang nước sơn màu bạc, tên công ty, một chủ mua mới từ đầu. Chủ sử dụng giữ gìn bảo dưỡng full lịch sử hãng từ trước đến giờ luôn và đã lăn bánh được 76.000 km ạ. Đối với Fortuner thì chạy 7,6 vạn cũng chưa xi nhê gì đối với chiếc xe này cả. Và chủ sử dụng giữ gìn nữa nên chất xe còn đẹp lắm anh chị nha. Động cơ gầm bệ được còn rất là êm luôn. Anh chị nào mà cần tìm một chiếc xe gầm cao 7 chỗ để đi gia đình cho rộng rãi thoải mái và trang bị cũng đầy đủ option với tiêu chí là xe đẹp không lỗi và sử dụng bền thì có thể nghiên cứu về chiếc xe này. Một chiếc xe được đánh giá là không có gì để hỏng cả. Xe này là bản đủ nên xe cũng trang bị đầy đủ tiện ích rồi anh chị nha. Trang bị ghế da nè, có cân bằng điện tử, 7 túi khí cũng như là có tùy chọn chế độ lái, tiết kiệm xăng nữa. Và xe cũng trang bị sẵn màn hình rất là to, có đầy đủ cảm biến lùi, camera lùi, cruise control, vô lăng bọc da. Anh chị lấy xe này về cũng không cần làm gì thêm cả. Mình đi đến 80 ngàn mới phải đi bảo dưỡng anh chị nha. Anh chị quan tâm đến chiếc Fortuner sản xuất 2020 máy xăng này thì liên hệ với Duy ạ. Xem xe trực tiếp ở Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương gần cổng chào Bình Dương, cách ngã tư Bình Phước chỉ 1 km thôi chị nha.